Hello, chào các bạn. Nhân dịp dịch Corona đang hoành hành thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách review Đà Lạt chỉ với 100k trong tay. Vậy thì làm thế nào để đi Đà Lạt với 100k? Hãy cùng theo dõi nhé. Để chuẩn bị cho chuyến đi này chúng ta cần chuẩn bị những cái gì? Thứ nhất đó chính là vali hoặc là một cái túi xách hoặc cái gì đó có thể đựng được những bộ đồ mà những vật chúng ta cần mang theo. Có thể là mượn của bố mẹ, của anh chị em bạn bè hoặc là lấy từ đâu đó không cần biết. Và vật dụng cần chuẩn bị tiếp theo đó chính là một cái bàn chải đánh răng. Tất nhiên là chúng ta cũng lấy ở nhà đem theo rồi nếu bạn muốn một chuyến đi Đà Lạt thơm tho và sạch sẽ đúng không nào? Và tiếp theo không thể thiếu đó chính là một đôi dép lào mà mình khuyên các bạn là nên đem theo 2 hoặc 3 đôi đi nhé, bởi vì chúng ta cần phải thay đổi trên chuyến hành trình của mình đó nha. Mà quên nữa, trong chuyến hành trình của mình đến Đà Lạt thì chắc chắn một vật dụng không thể thiếu nữa đó chính là một cái áo khoác đúng không nào? Mà chắc là áo khoác giá bây giờ thì cũng khá là đắt, cho nên chúng ta sẽ tiết kiệm bằng cách mượn của đứa bạn thân. Nếu mà nó không cho mượn thì cứ đe đầu nó ra mà mượn nhé, không được thì lấy luôn. Đã đi du lịch thì chắc chắn là chúng ta phải ở lại rồi đúng không nào? Vậy nên đối với các bạn nam thì chúng ta cần chuẩn bị thêm một cái quần xà lỏn, một cái áo thun ba lỗ nếu là nam, hoặc là một bộ đồ bộ nếu là nữ. Còn nếu mà để tiết kiệm mà còn nhẹ hơn trong chuyến đi thì có thể là bạn không cần mặc gì, bởi vì mình không có thời gian nghỉ đâu nhé. Vấn đề ngủ nghỉ chúng ta tạm gác qua một bên, nhưng vấn đề mà cần lo nhất là bởi vì chúng ta chỉ có 100k nên việc ăn uống rất là quan trọng, cho nên mình khuyến nghị các bạn là đem thật nhiều mì gói, có thể lấy ở nhà hoặc là mình của bạn bè, như vậy thì sẽ tiết kiệm được rất là nhiều tiền đó. Vậy là hành trang đã chuẩn bị đủ rồi, vậy thì còn chơi gì nữa? Let's go! Và ở đây mình sẽ chia sẻ hai cách để chúng ta đến Đà Lạt. Thứ nhất, đối với các bạn ở khu vực phía Bắc, từ Hà Nội thì chúng ta sẽ bắt đầu đi bộ đến Sài Gòn. Đoạn đường rất ngắn, chỉ khoảng 1.732 km thôi. Mình tin là trong vòng vài tháng các bạn sẽ đi đến nơi. Còn cách thứ hai, đối với các bạn ở Sài Gòn thì quá là tuyệt vời luôn, chúng ta sẽ đi thẳng ngay ra bến xe để có thể bắt xe buýt lên thành phố Bảo Lộc. Vì mình là người Sài Gòn nên mình sẽ chia sẻ thật là chi tiết về cái việc mà bắt xe buýt đến thành phố Bảo Lộc của các bạn. Vậy thì để mà đi xe buýt lên Đà Lạt, bạn chỉ cần đến văn phòng đặt vé ở địa chỉ là 720 quốc lộ 1A, khu phố 3B, phường Thạnh Lộc, quận 12 của nhà xe Thanh Bình và tậu về ngay cho mình một chiếc vé 100k nếu mà có thẻ sinh viên. Đặc biệt, nếu đặt vé với số lượng ít và đi vào các ngày trong tuần thì bạn chỉ cần đến văn phòng nhà xe Thanh Bình trước giờ đi 30 phút, mua và nhảy lên xe đi thôi. Và nếu số lượng vé lớn hơn 3, 4 vé trở lên đi vào các ngày cuối tuần hoặc lễ thì nên đặt trước vé ít nhất 3 tiếng để đảm bảo có xe nhé. Nhà xe Thanh Bình xanh có 6 chuyến mỗi ngày vào các giờ 5 giờ, 12 giờ, 21 giờ và mỗi lần xuất phát từ 2 đến 3 chuyến. Và đặc biệt đừng nghĩ giá rẻ là xe sẽ bắt khách dọc đường nha. Nhà xe Thanh Bình xanh chỉ đón khách tại các trạm của nhà xe và nếu đã được đặt trước, giá vé là 100.000 một người một lượt. Nhớ là phải mang theo thẻ sinh viên thần thánh nha. Ngoài ra các bạn có thể đặt vé trên kênh online với giá chỉ tầm 75.000. Tuy nhiên, khi các bạn đặt online thì nhà xe thường sẽ sắp xếp bạn ngồi hàng ghế cuối cùng, vị trí khó chịu một tí đối với các bạn bị say xe. Khuyến khích các bạn chỉ thêm 25.000 và đặt vé trực tiếp thì đã có một cái chỗ ngồi thoải mái hơn nhiều nhé. Nhà xe sẽ đón khách tại công viên văn hóa Thanh Lễ, số 567, đại lộ Bình Dương, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương. Các bạn có thể liên hệ số điện thoại 0633 99 Google, văn phòng tại Sài Gòn để biết thêm chi tiết nha. Và mình nghe đồn là Phương Trang cũng có xe buýt 50k nữa, nhưng mà mình không chắc lắm, nên mà bạn nào có biết thì xác nhận giùm mình nha. Vậy thì sau khi đi xe buýt đến thành phố Bảo Lộc, chúng ta sẽ có thể đi ké, đi nhờ hoặc bạn đu thùng container để mà lên tới Đà Lạt. Tuy nhiên nếu mà không được thì chúng ta có thể sử dụng một cách khác, đó là các bạn sẽ tiếp tục đi bộ và leo qua đèo Bảo Lộc, đèo Grand Mimosa. Ta-da! Thế là chúng ta đã đến được Đà Lạt mộng mơ rồi. Vậy thì bây giờ làm gì đây? Chúng ta sẽ vi vu chơi đến khi nào mệt rồi thì khi đó đợi video tiếp theo của mình để hướng dẫn các bạn trở về nhà của mình với 100k nhé. Bye bye.